Đâu, bà gọi nó coi về chưa? Alo, Nhân đó hả? Chừng nào con về? Con đang trực, không có nghe máy được. Chắc Tết này con cũng không về được rồi. Con gọi lại sau nha. Dịch giả nó đã buồn rồi. Tết nhất thằng nhỏ nó cũng về. Nấu nguyên nồi cháo gà, ai ăn đây? Vẫn nhớ năm nào lon ton con quýt bên mẹ. Cái nết hay nghịch nhưng mẹ bao gì cũng nghe. Rồi khi lớn choai choai rong chạy chơi khắp trưa hè, mẹ biết rõ con, mỗi khi về là ôi con đói ghê. Nay lớn khôn rồi đi xa là nhớ ba mẹ. Nhớ mấy con gà con mèo cả luôn chiếc xe. Nhìn xem cái năm qua ôi nhiều lo lắng trăm bề. Và con biết nhà mình Tết này sẽ nấu ít món hơn. Mẹ biết con thích chi, thèm ăn những món gì. Con biết nhà ta năm này cần chi ly. Mà đâu gì lắng lo, mình chỉ cần ấm no bằng những niềm vui trong từng khoảnh khắc nhỏ. Khơi ấm cái dàn bếp rồi nhà mình người nếm. Vậy thôi là Tết, chẳng cần nhiều thứ cũng ấm êm. Khơi ấm cái dàn bếp rồi ngửi được mùi hương mẹ nếm. Thì buồn lo dẹp hết, dọn dàng mình đón Tết ấm êm. Khơi ấm cái dàn bếp Tết trong nhà. Tình thương mến vẫn mãi đậm đà. Khơi ấm bếp Tết trong nhà cùng nhau đón xuân. Khơi ấm cái dàn bếp Tết trong nhà. Tình thương mến vẫn mãi đậm đà. Khơi ấm bếp Tết trong nhà cùng nhau đón xuân. Băm ớt băm gừng trông con có vẻ nhanh nhở. Ba thấy thế mà chiến gà nhìn cũng oách nha. Hình như có sai sai sao mùi nghe thấy khác lạ. Tự nhiên tới lượt mẹ, hương vị lại thơm ngon thế ta. Vào tay mẹ nếm nếm, ngửi thôi là thấy thèm. Dù có đi đến nơi nào cũng không quên. Gạt ưu phiền lắng lo, nhà ta cũng ấm no bằng những niềm vui trong từng khoảnh khắc nhỏ. Khơi ấm cái dàn bếp, rồi nhà mình người nếm. Vậy thôi là Tết, chẳng cần nhiều thứ cũng ấm êm. Khơi ấm cái dàn bếp, rồi ngửi được mùi hương mẹ nếm. Thì buồn lo dẹp hết, rộn ràng mình đón Tết ấm êm. Khơi ấm cái dàn bếp Tết trong nhà. Tình thương mến vẫn mãi đậm đà. Khơi ấm bếp Tết trong nhà cùng nhau đón xuân. Khơi ấm cái dàn bếp Tết trong nhà. Tình thương mến vẫn mãi đậm đà. Khơi ấm bếp Tết trong nhà cùng nhau đón xuân. Năm vừa qua thật sự gian khó, chắc hẳn nhà mình ai cũng lắng lo. Khi mỗi năm nhà mình đều có cái Tết sum vầy đầy đủ ấm no. Nhưng mà lo toan dẹp đi hết khi mà nhà ta cùng vô bếp. Khi mà ta nghe được hương thơm thật dịu kỳ, mẹ nếm nấu đối với ta đó là Tết. Khơi ấm cái dàn bếp rồi nhà mình người nếm. Vậy thôi là Tết, chẳng cần nhiều thứ cũng ấm êm. Khơi ấm cái dàn bếp rồi ngửi được mùi hương mẹ nếm. Nhân của mẹ, năm nay có khó khăn, nhưng ba mẹ rất ổn. Trên Sài Gòn nhiều thứ phải lo, con nhớ giữ gìn sức khỏe nha, thương cục cưng của mẹ. Cùng vui chào xuân.